Tập 4. Ai kìa, nữ thần, mau đến đây. Được đó, Bạch Nhất Hàm, thật không ngờ cậu lại lợi hại như vậy. Nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy cậu múa trên sân khấu, đánh chết mình cũng không tin đây có phải là Bạch Nhất Hàm mình quen không. Rõ ràng là diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp. Nhất Hàm, hôm nay cậu thật sự quá tuyệt. Nhưng cậu sao vậy? Biểu diễn xong rồi mà vẫn còn căng thẳng hả? Phải đó, cậu nhìn xem, mồ hôi trên mặt mình vẫn chưa khô sao? Nhất Hàm, cậu vậy là không được rồi. Lỡ như sau này cậu lên sân khấu, giải Nobel học, giải Oscar biên kịch xuất sắc thì phải làm sao? Nể tình quan hệ của chúng ta tốt như vậy, mình có thể huấn luyện giúp cậu. Sau này cần quản lý thì ký với mình, chúng ta chia 5 năm, cậu thấy sao? Vậy mời mình làm quản lý đi, không thành vấn đề. Được rồi, bà cô của mình, đừng làm nhảm nữa. Cầm đi nữ thần. Xin nhận một lại của mình. Cậu, cậu bị chập mạch hả? Đây vẫn là Dương Thiên Nhiên mà mình quen sao? Dương Thiên Nhiên giả đấy. Mình đang khen cậu rất nghiêm túc mà. Từ giờ trở đi, trong danh sách thần tượng của Dương Thiên Nhiên, trừ Châu Kiệt Luân, Michael Jackson, ban nhạc Queen, còn có thêm một người, chính là cậu, Bạch Nhất Hàm. Đừng lộ, cậu nghe thấy chưa? Vừa nãy ý của Dương Thiên Nhiên là bây giờ cậu ấy là fan của Bạch Nhất Hàm. Đương nhiên rồi, mình nói với cậu, không những là fan mà còn tuyệt đối trung thành. Được rồi, mình đi trước đây. Nhất Hàm, cậu cũng đi chuyến xe buýt này à? Tình cờ thôi. Nhất Hàm, không cần đâu, nhà mình ngay gần đây, cậu cầm lấy dùng đi. Cậu cầm lấy đi. Đi đây. Sao cậu vẫn chưa làm được vậy? Để mình giúp cậu. Thank you.
Cậu nhìn kìa, đẹp trai quá. Được đấy, Trendy à. Cậu nói gì cũng vô dụng thôi. Tôi không cho cậu mượn đâu. Nói vậy là có nhiều bạn mượn lắm à? Chuẩn. Nhưng nếu là do chủ nhiệm Ngô mượn thì chắc chắn em tình nguyện cho thầy mượn à. Nể mặt tôi quá đấy. Làm gì đấy? Em lau thứ gì trên mặt thầy đi mà. Bớt dùng trò này đi. Đến phòng làm việc của tôi. Khoan đã. Chủ nhiệm Ngô, Dương Thiên Nhiên. Được đấy. Bây giờ thành người nổi tiếng của trung học Phùng Dương chúng ta. Tiết mục văn nghệ của em thật sự rất đặc sắc. Tôi xem thấy rất cảm động. Tiếp tục cố gắng. Cảm ơn chủ nhiệm Ngô. Nếu không còn việc gì khác, em xin phép đi trước đây ạ. Đứng lại. Nhưng em đừng quên, em là một học sinh. Ngày nào em cũng đi xe mô tô đi học. Trước mặt nhiều bạn như vậy, em cứ tự do cho mình là đại minh tinh à. Chủ nhiệm Ngô, thầy nói vậy không đúng rồi. Em đâu có đi xe trong trường. Được đấy Dương Thiên Nhiên, nhưng em cũng không được. Từ ngày mai trở đi, không được phép lái xe mô tô đi học. Nếu còn để tôi thấy, đuổi học. Học sinh chưa tan học mà, quay lại đây. Giúp tôi đưa hai chiếc xe đạp này tới phòng bảo vệ của trường Phùng Dương. Được, tôi sẽ làm ngay. Báo cáo à? Đi đâu đó? Vừa nãy thầy Ngô bảo em tới phòng làm việc của thầy ấy. Cầm sách ra sau kia đứng. Có mấy học sinh chẳng có hứng thú gì với học hành. Làm việc khác thì hứng khởi lắm. Học sinh nên tập trung vào việc học. Những việc khác đều là phụ thôi. Thầy Cao, thầy nói vậy là không đúng rồi. Bây giờ người biết kiếm tiền nhất chưa chắc là người có thành tích học tập tốt. Bill Gates cũng từng nghỉ học từ rất sớm mà. Vậy à? Vâng, Bill Gates thi đỗ vào Hawaii đấy. Cậu cũng thi vào đó đi. Đứng yên đó. Các cậu có thấy thầy Cao giảng bài nhanh quá không? Mình thấy cũng được. Cậu là học sinh giỏi, đương nhiên nghe hiểu rồi. Với cả IQ này của mình, ngày nào đi học cũng thấy chóng mặt. Mình chưa hiểu cách giải phương trình này, thầy ấy đã nhảy qua cách khác rồi. Cứ như vậy, khi nào môn toán của mình mới đạt yêu cầu đây? Mình thấy thầy ấy giảng bài hơi nhanh. Với cả bình thường thầy Cao nghiêm khắc quá, rất nhiều bạn không dám hỏi bài. Phải đó, ai dám hỏi? Nếu cậu hỏi, chắc chắn thầy ấy sẽ nói cậu quá ngốc nên mới không hiểu. Nhưng mà chúng ta có lớp trưởng Đường Lộ, cuộc sống sau này của chúng mình đều dựa vào cậu. Chỉ dựa vào mình dạy thêm chắc chắn không được đâu. Nhóm của lớp chúng ta tổng cộng có 6 người, phần lớn đều không giỏi toán. Hay là chúng ta xem có thể tìm một bạn học giỏi cùng giúp chúng ta học không? Mình thấy đề nghị này được đấy. Vậy thì Lộ chúng ta có thể giảm bớt gánh nặng rồi. Có lý, đi thôi, về lớp. Đi theo mình. Làm gì vậy? Làm gì? Đi thôi. Cậu đưa mình tới nhà xe làm gì? Bây giờ mình không đi xe nữa rồi. Thế nào? Thích không? Không phải cậu lấy xe mô tô đi học sao? Sao bây giờ đổi sang xe đạp rồi?
thay đổi một chút. Mình chưa bao giờ đạp xe đi học. Vậy sao cậu mua hai cái? Bởi vì rẻ mà. Ông chủ nói mua hai xe thì giảm 20%, nên mình mua hai xe. Với lại không phải lần trước làm hỏng xe đạp của cậu sao, nên lần này tặng cậu một chiếc. Không sao, chuyện này qua lâu rồi, cậu còn nhớ làm gì. Bây giờ mình đi xe buýt đi học cũng rất tốt mà. Mình mua rồi, cậu không muốn cũng phải muốn. Mau đi thôi. Mình không muốn. Bao nhiêu tiền vậy? Cậu mau lên đi, đi thôi. Không mất tiền, đi đi. Đi thôi. Bao nhiêu tiền để mình gửi cậu? Mau đi thôi, đừng nói chuyện tiền bạc. Thật sự đủ rồi, cậu đừng có nói chuyện tiền bạc được không? Cảm ơn cậu. Đừng khách sáo. Lâm Tinh Trạch, cùng đi đi. Cậu có xem tiết mục của mình hôm văn nghệ không? Có xem rồi. Múa tốt lắm. Các tiết mục lần này đều rất đặc sắc. Hát tốp ca của các cậu cũng rất hay. Bài hát cũng vô cùng hay. Nhất là tiết mục hip hop cuối cùng, thật sự quá sôi động. Nghe nói người biểu diễn là Dương Thiên Nhiên lớp 10, mới chuyển về từ nước ngoài. Không phải cậu cũng quen bạn gái Dương Thiên Nhiên sao? Bạn gái? Phải, tên là Bạch Nhất Hàm. Cậu không biết à? Dương Thiên Nhiên còn tặng xe đạp cho cậu ấy nữa. Là xe đạp tình nhân đấy. Đúng là ở nước ngoài về có khác. Mình có chút việc, đi trước đây. Tạm biệt. Phim được thuyết minh bởi Fanco TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Patrista, làm gì vậy? Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ở trường thì đừng gọi tên này. Còn không cho tôi gọi, cứ gọi đó. Patrista. Ồ, Patrista. Được rồi. Tìm tôi có việc gì? Tôi có việc quan trọng tìm cậu. Lớp tôi lập một tổ học tập, nhưng tổ bọn tôi chỉ có Đường Lộ Lộ học giỏi. Mỗi lần dạy là một mình cậu ấy, cân 5 người, nặng lắm. Tôi trịnh trọng mời cậu ra tay cứu vớt đời bọn tôi. Dạo này có cuộc thi toán học, tôi không có thời gian. Hơn nữa, tôi có học lớp cậu đâu. Tôi cũng không quen người của tổ cậu. Sao không quen? Dương Thiên Nhiên, Bạch Nhất Hàm, không quen à? Đồng ý đi mà. Lần này tôi muốn học hành nghiêm túc, để tình bạn lâu năm của chúng ta. Cậu nhẫn tâm nhìn tôi không thi đậu đại học sao? Được rồi, để tôi suy nghĩ. Vậy đồng ý nha. Coi như đồng ý rồi đó. Lớp trưởng, vậy bọn mình học ở đâu đây? Hay là tới thư viện hoặc quán cà phê cũng được, miễn phí mà. Thư viện không được. Ở thư viện thì phải nhỏ tiếng, cuối tuần ở đó cũng đông. Quán cà phê cũng không ổn, người ta mở nhạc mà. Cũng phải. Thế này đi, chúng ta có thể tới phòng đọc của trường. Lát mình sẽ xin phép cô. Được được, phòng đọc là được rồi. Với lại tuần này mình đã mời tới một vị đại thần để phối hợp với lớp trưởng Đường Lộ, đảm bảo điểm toán của chúng ta tăng dùng dục. Đại thần phương nào vậy? Không phải là Domenico Fiuti hay là Newton đó chứ? Nhắm mắt vào ngủ đi. Được, tính vậy nha, lát nữa mình xin cô. Được. Cậu xem, phải tính thế nào? Cảm ơn nhé. Giá mà môn toán của mình bằng một nửa của cậu thì tốt rồi. Cậu nghĩ mình có nên không tìm một lớp nâng cao? Cái này còn tùy vào cậu. Mình nghe nói cậu tham gia vào tổ học toán lớp 10 đúng không? Mình vào cùng học được không? Tùy cậu, dù gì cũng không phải nhóm tôi. Tôi chỉ qua đó giải toán cho họ thôi. Nếu cậu muốn tham gia thì sáng thứ bảy tuần này tới phòng đọc. Cảm ơn Tinh Trạch.
Cuối tuần cuối cùng cũng có một người sống tới. Bỏ tai nghe ra. Đại thần, các cậu ấy nói không phải là cậu chứ? Cả thanh xuân dùng để giải đề đúng là quá lãng phí. Đời người ngắn ngủi, cuộc đời trôi qua mà không có mục tiêu mới là bi thảm. Chào, đang nói gì vậy? Chào, còn nói gì đâu? Đang bàn bạc triết học nhân sinh với đại thần của các cậu thôi. Ồ, triết học à? Toán học còn chưa thông mà. Nhất Hàm, ở đây. Ngại quá, Tinh Trạch, mình tới muộn rồi. Sao cậu ta lại tới? Mình không biết. Còn ai tới nữa không? Nếu không thì bắt đầu đi. Dạo này quỹ thời gian của tôi khá eo hẹp, nhưng đã đồng ý giúp mọi người rồi. Nếu có vấn đề gì cứ hỏi tôi. Mình có câu hỏi này, Tinh Trạch. Cái này mình không biết làm, dạy mình đi. Câu này rất dễ sai. Tôi tính trước một lượt cho cậu. Tính thế này trước. Hiểu chưa? Cảm ơn Tinh Trạch. Lâm Tinh Trạch, tôi cũng có câu hỏi muốn hỏi. Câu nào? Tinh Trạch, câu này mình không rõ lắm. Lý Mộng Giao, cậu muốn gì đây? Đây là thời gian của tổ học tập lớp tôi. Chiếm dụng giờ của người ta mà không thấy ngại à? Hơn nữa, cậu không được mời mà tới. Cậu không biết thế nào là lịch sự sao? Muốn ăn theo à? Sao? Lớp cậu không có đứa nào học giỏi dạy cho cậu à? Người học giỏi lớp tôi ở đây còn gì? Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Châu Tiểu Vũ. Là tôi bảo cô ấy tới. Này Batista, cậu bảo cô ta tới làm gì? Lấy cách cậu ta làm dáng rồi đấy. Bám dính lấy cậu không buông. Giải dờ cho ai xem? Cùng là bạn học với nhau, đến rồi thì thôi, sao phải thế? Này, tôi muốn vậy à? Rõ ràng đã nói hôm nay mấy người chúng ta học thôi, rồi sao? Giờ thành lớp phụ đạo của riêng cậu ta. Không thèm nhường cơ hội cho người khác hỏi bài. Quan trọng là cậu còn giúp cậu ta. Cậu biết làm vậy Nhất Hàm sẽ tổn thương không? Không thèm nói nữa, tôi đi đây. Có hỏi mấy câu toán thôi mà, có gì đâu. Cậu thích học cùng Lý Mộng Giao vậy sao? Chúc các cậu vào được Thanh Hoa. Nếu không muốn vào Thanh Hoa mà vào đại học Bắc Kinh thì sao? Tôi rồi, cậu ấy nghe hết rồi. Hôm nay không dạy được gì cho cậu hết, ngại quá. Không, không có gì. Không có gì. Mình, cậu dạy nhiều người như vậy chắc không kham nổi. Cậu có thể về sắp xếp những cậu không làm được. Nếu ngày mai cậu có thời gian, tôi có thể kèm riêng cho cậu. Thật sao? Sao? Không có thời gian à? Ờ, có. Không không, có thời gian. Vậy sáng mai 9 giờ ở hiệu sách Lão Ký. Tạm biệt. Lên đi. Tôi tiện đường, có thể đưa cậu về. Lên đi. Ngay đây đó làm gì? Bình thường cuối tuần cậu làm gì? Làm bài tập. Cậu thì sao? Đọc sách. Sách của Warren Edward Buffett. Nghe nhạc nữa. Warren Edward Buffett. Đó là ai chứ? Warren Edward Buffett là nhà đầu tư nổi tiếng, cũng là thần tượng của tôi. Quá ra bình thường như cậu hay nghiên cứu cổ phiếu à? Xem linh tinh thôi.
Tới rồi à? Ngồi đi. Mở sách luyện tập trang 23 ra. Bởi vì phi A bằng căn bậc 2 của 2 chia 3 lớn hơn 0. A là góc tù. Suy ra 1 cộng phi bình phương. Xem ra hai cậu đói rồi. Đúng là nhất phàm. Lâm Tinh gạch giảng bài cho cậu, có hiểu không? Mình cá hôm nay cậu ấy không hiểu. Ai nói vậy? Hôm nay mình còn ra đề lịch sử hỏi cậu ấy. Hay là mình cũng hỏi hai cậu. Nếu hai cậu trả lời đúng thì mình mời ăn ốc quế. Tới đi. Đây là một ngày vô cùng quan trọng trong lịch sử. Là ngày quốc khánh của Andorra. Là ngày quốc tế xóa mù chữ đầu tiên 8 tháng 9 năm 1946. Bulgaria tiến hành bỏ phiếu công dân, biểu quyết bỏ chế độ quân chủ. 8 tháng 9 1948, Kim Nhật Thành được bầu làm thủ tướng của Triều Tiên. 8 tháng 9 1951, cụ Kim Sơn ký hiệp ước hòa bình với Nhật. Giờ làm trắc nghiệm lịch sử cứ liên quan tới ngày 8 tháng 9 là không sai được. Tiểu Dũng, cậu biết à? Vì hôm ấy là sinh nhật của ai đó mà. Của ai đó đang nhắc chúng ta đấy. Hôm đó sắp tới rồi. Nhất Hàm, quá ra sắp tới sinh nhật cậu sao? Vậy cậu muốn quà gì? Không cần quà đâu. Chỉ cần các cậu đón sinh nhật mình là mình vui rồi. Hay là hôm đó chúng ta tới trung tâm vui chơi đi. Được không? Được. Vậy chốt nhé. Sinh nhật mình mời các cậu tới trung tâm vui chơi. Thật sao? Cảm ơn. Vậy chân bị thương có nặng không? Lưng không sao chứ? Tôi dặn ông bao nhiêu lần rồi. Ở ngoài phải cẩn thận. Cái tật không cẩn thận bao giờ mới sửa được. Không nói nữa, mai tôi sẽ qua đó. Đợi khi nào ông xuống đường đi được thì tôi sẽ về. Mẹ, bố con sao vậy? Bố gọi điện mẹ mới biết. Ông ấy không cẩn thận bị ngã. Bị thương có nặng không ạ? Chắc không có gì đáng lo đâu. Giờ nhập viện rồi. Sáng sớm mai mẹ ra chỗ bố, ra chăm bố. Đợi khi nào bố con đi được thì mẹ lại về. Tiểu Trạch, con ở nhà một mình được không? Có sao không? Dạ được. Mẹ chăm bố cẩn thận nhé. Con sẽ lo tốt cho mình mà. Cậu còn nhớ tiệm mì năm cấp 2 bọn mình hay ăn không? Tự nhiên sao nhắc tới. Mình muốn thông báo với cậu một tin cực kỳ quan trọng. Tin quan trọng gì? Nói mình nghe xem nào. Ý cậu là sao?